Kỳ cảnh báo Trung Quốc gây sự cố lớn ở Biển Đông. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cáo buộc hành động khiêu khích và vô trách nhiệm của Trung Quốc ở Biển Đông đồng nghĩa sự cố lớn chỉ còn là vấn đề thời gian. Có xu hướng rõ ràng và tăng lên về hành động khiêu khích của Trung Quốc chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và những quốc gia khác hoạt động hợp pháp trong khu vực. Sun Park, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, kiêm lãnh đạo Cục các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS hôm 26 tháng 7. Theo bà, máy bay Trung Quốc ngày càng tham gia nhiều hơn những vụ ngăn chặn không an toàn máy bay Australia trong không phận quốc tế phía trên Biển Đông, và ba sự cố riêng biệt vài tháng qua đã thách thức hoạt động nghiên cứu biển cũng như là thăm dò năng lượng của Philippines. Phát biểu tại CSIS, Ashley Bradner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, đã có hàng tá sự việc xảy ra trong nửa đầu năm liên quan quân đội Trung Quốc ở Biển Đông, tăng mạnh trong 5 năm qua. Bắc Kinh đang thử nghiệm một cách có hệ thống, giới hạn quyết tâm tập thể của chúng tôi. Theo quan điểm của tôi, hành vi hung hăng và vô trách nhiệm này thể hiện một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định trong khu vực hiện nay, bao gồm cả ở Biển Đông. Ông Ratner cho hay, nếu quân đội Trung Quốc tiếp tục mô hình hành vi này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn lớn trong khu vực, ông nói thêm. Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia cuối tuần qua, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng quân đội Trung Quốc đã trở nên hung hăng, nguy hiểm hơn trong 5 năm qua. Theo ông, số vụ chạm mặt của máy bay tàu chiến Trung Quốc với lực lượng Mỹ và đối tác ở khu vực Thái Bình Dương đã tăng lên đáng kể trong 5 năm qua, trong khi số vụ tương tác không an toàn cũng tăng lên với tỷ lệ tương tự. Những bình luận của quan chức Mỹ được đưa ra khi Washington tăng cường nỗ lực củng cố mối quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương để đối trọng Trung Quốc, nước đang cố mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực. Chính quyền Tổng thống Joe Biden xem Trung Quốc là mối đe dọa và là thách thức an ninh dài hạn. Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập trên Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng. Đợt diễn tập mới nhất từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam được tổ chức sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến vào Biển Đông ngày 13 tháng 7. Khu trục hạm USS Benford của Mỹ ngày 13 tháng 7 áp sát quần đảo Hoàng Sa và ngày 16 tháng 7 tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mỹ cho rằng hoạt động này nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại trên Biển Đông, trong khi Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây tổn hại hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo The Economist, quá sớm để nói thế giới đang suy thoái. Thưa quý vị, phân tích các nền kinh tế phát triển, Economist cho rằng suy thoái vẫn chưa diễn ra, nhưng khả năng lạm phát giảm nhanh là không thể. Gần đây, nhiều chuyên gia liên tiếp hạ dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu. Hôm 14 tháng 7, Stephen Bliss, kinh tế trưởng thị trường Mỹ tại hãng nghiên cứu TS Lombard dự báo Mỹ suy thoái trong năm nay. Một ngày sau, Bank of America đưa ra đánh giá tương tự. Goldman Sachs thì cho rằng GDP Đức cũng sẽ giảm trong quý 2 và quý 3. Trên Google, tìm kiếm của người Mỹ về suy thoái kinh tế tăng mạnh. Nhà đầu tư thì có xu hướng bán đồng, tín hiệu sức khỏe ngành sản xuất yếu đi và mua đô la, phản ánh sự lo lắng và nhu cầu trú ẩn. Những dự báo và tâm lý này hoàn toàn có cơ sở. Trong 18 tháng qua, kinh tế thế giới đón nhận hàng loạt tin xấu. Để đối phó với đại dịch, Mỹ tung kích thích chưa từng có tiền lệ, gây ra lạm phát không chỉ trong nước mà còn lan ra khắp thế giới. Tại Trung Quốc, chính sách chống dịch càng làm căng thẳng thêm chuỗi cung ứng. Sau đó, khủng hoảng Ukraine khiến cho giá hàng hóa tăng cao. Để đối phó với lạm phát, khoảng 80% ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất trung bình 1,5% một năm, khiến cho thị trường chứng khoán lao dốc. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng dự định tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay sau cuộc họp kết thúc vào ngày 27 tháng 7. Điều khiến cho giới phân tích lo sợ là lãi suất cao sẽ chấm dứt hoàn toàn tăng trưởng kinh tế, thay vì khiến cho nó hạ nhiệt. Kể từ năm 1955, Mỹ đã 3 lần tăng lãi suất mạnh tay, vào năm 1973, 1979 và 1981. Những lần nâng lãi đó đều kéo theo một cuộc suy thoái trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, The Economist cho rằng
Hiện tại có vẻ còn quá sớm để tuyên bố suy thoái, dù GDP quý 2 của Mỹ được dự báo giảm. Trên lý thuyết, một số quốc gia sẽ rơi vào suy thoái nếu GDP giảm 2 quý liên tiếp. Hầu hết học giả dựa vào kết luận của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ NBER để xem liệu nền kinh tế có sự suy thoái hay không. Cơ quan này xác định suy thoái dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả số lượng việc làm và sản xuất công nghiệp, chứ không chỉ nhìn vào GDP. The Economist vì thế sử dụng các tiếp cận tương tự để đánh giá sức khỏe toàn bộ các nước giàu. Kết quả là họ thấy rằng khó có thể kết luận thế giới đang suy thoái. Theo ước tính, các hộ gia đình các nước giàu vẫn có khoảng 3.000 tỷ đô la tiền tiết kiệm dư thừa. Theo dữ liệu mới nhất ở Mỹ vào tháng 3 năm 2022, số dư tiền mặt của các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất vẫn cao hơn 70% so với năm 2019. Nhật hành hình kẻ thảm sát ở Tokyo. Nhật Bản xác nhận đã tử hình Tomohiro Kato, kẻ lao xe và đâm dao điên cuồng tại khu phố nổi tiếng ở Tokyo vào năm 2008, khiến cho 7 người chết. Bản án tử hình được đưa ra sau khi tòa cân nhắc đầy đủ. Dựa trên thực tế này, tôi đã chấp thuận việc hành hình sau khi xem xét rất kỹ lưỡng, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoshihisa Furukawa hôm nay cho hay. Theo ông Furukawa, Tomohiro Kato đã chuẩn bị tỉ mỉ cho vụ tấn công và thể hiện ý định giết người mạnh mẽ. Ngày 8 tháng 6 năm 2008, Kato khi đó mới 25 tuổi, lái chiếc xe tải đi thuê vào giữa đám đông tại quận trung tâm Akihabara, khu vực thương mại nhộn nhịp ở Tokyo, thường được gọi là phố điện tử, rồi nhảy xuống gào thét và vung dao đâm loạn xạ. Tôi đến Akihabara để giết người, không quan trọng sẽ giết ai, Kato khai với cảnh sát. Những người thiệt mạng bao gồm 6 người đàn ông ở độ tuổi từ 19 đến 74 và một cô gái 21 tuổi, trong khi 10 người bị thương. Kato bị bắt tại hiện trường khi máu còn chảy ròng trên mặt. Đây là vụ án rất đau lòng dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng và gây chấn động xã hội, Bộ trưởng Furukawa nói. Cảnh sát cho biết Kato đã ghi lại hành trình đến Akihabara trên Internet, nhắn tin trên điện thoại di động trong lúc lái xe tải và phàn nàn về công việc không ổn định cũng như là sự cô độc của bản thân. Là con trai của một chủ ngân hàng, Kato lớn lên ở tỉnh Aomori ở phía bắc Nhật Bản và tốt nghiệp trường trung học hàng đầu. Anh ta thi trượt đại học và cuối cùng theo học nghề cơ khí ô tô. Công tố viên cho biết sự tự tin của Kato giảm mạnh vì một người phụ nữ anh ta trò chuyện trực tuyến đột ngột ngừng gửi email sau khi Kato gửi ảnh của mình cho cô ấy. Sự tức giận của Kato đối với công chúng ngày càng lớn khi những bình luận của anh ta trên Internet, bao gồm cả kế hoạch giết người, không nhận được phản ứng nào. Trong thời gian chờ xét xử, Kato đã viết thư cho tài xế taxi 56 tuổi bị anh ta đâm bị thương trong vụ tấn công, bày tỏ sự hối hận. Trước tòa, anh ta cũng bày tỏ hối hận về vụ tấn công. Xin cho phép tôi dùng dịp này để tạ lỗi, Kato nói. Kato bị kết án tử hình năm 2011 và đến năm 2015, tòa tối cao giữ nguyên bản án. Sau vụ thảm sát, Nhật Bản đã cấm sở hữu dao hai lưỡi và lưỡi dài hơn 5,5cm. Người vi phạm có thể bị phạt tới 3 năm tù giam hoặc là 500.000 yên, gần 3.700 đô la. Trường hợp của Kato là vụ hành hình đầu tiên ở Nhật trong năm nay và diễn ra sau khi 3 tù nhân bị treo cổ vào tháng 12 năm 2021. Vụ xử tử đầu tiên dưới thời chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida. Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển duy trì án tử hình. Sự ủng hộ của công chúng đối với án tử hình vẫn ở mức cao. Các vụ hành hình được thực hiện bằng cách treo cổ thường rất lâu sau khi tuyên án. Hơn 100 người hiện chịu án tử hình ở Nhật Bản. Tại ngay app Top Top Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.